Chào thầy và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai bệnh lý động mạch nguy hiểm nhất thường gặp trên lâm sàng, đó là bệnh lý do động mạch vành. Hôm trước bạn Phương đã trình bày và hôm nay tôi sẽ trình bày về bệnh lý động mạch não hay còn gọi là đột quỵ. Ngày xưa nhắc đến đột quỵ thì người ta nhắc đến 3H, có nghĩa là đột quỵ do head là do não, heart là do tim và heat là đột quỵ do say nắng, nắng nóng. Nhưng mà hiện nay thì đột quỵ chỉ được dùng để nói về tai biến mạch máu não hay còn gọi là cerebral vascular accident mà thôi. Cái bệnh nhân bị đột quỵ thì sẽ có biểu hiện lâm sàng là tim tiểu mất tự chủ và tùy theo mức độ nặng nhẹ thì sẽ có xuất hiện hôn mê hay là không. Và cái bệnh này thì nó có liên quan chặt chẽ đến đa giác Willis. Có hai loại tai biến mạch máu não. Loại nhất 80% là do cục máu đông hoặc là do co thắt mạch máu não. Và 20% còn lại là do vỡ dị dạng mạch máu não. Chúng ta có thể chẩn đoán 80% này bằng MSCT có cản quang bơm iốt hoặc là MRI 1,5 Tesla chứ không cần đến MRI 3 Tesla như là bệnh lý của động mạch vành. Và đặc biệt là với cái 80% này thì chúng ta khi chụp MSCT không cản quang thì sẽ không nhìn thấy gì cả. Với 20% còn lại thì chỉ cần chụp MSCT không cản quang là đủ thấy rồi. Và đây là hình ảnh chúng ta sẽ thấy khi mà chụp